Ê, nay sớm nào đi đâu ạ? Đi đâu? Nào cũng được. Đây. Cho là người nào gấp thì nó ăn à. Gấp gì vậy? Các bạn. Ê. Mày gấp được gì vậy? Tao mày ha. Người nào lấy gì đó ăn nha. Ơi. Ơi. Im như vậy. Thuyền
lại cái nắp để không có bay rồi. Cua khổng lồ. Hào. Cua một cân thôi. Nó trả nhiều quá. Ủa nay gấp có nhiêu đó, đó hả? Ừ, ăn như thế à. Không ăn ít vậy? Ừ, ăn ít hết, hết rồi, phải đi dài con. Bánh, đi đây được đi. Tôi gấp bao nhiêu đây ạ? Ê, quá trời món luôn rồi. Trái cây luôn. Trái dương luôn. Này chứ đồ chính đâu có nhiều đó. Ừ. Nhã, nay con gấp cái gì vậy nhã? Con không nói đâu, con nói mà gấp con đang chết vậy nè. Cái bệnh này đâu không thấy. Bệnh con cua bạn. Đó. Bây giờ mắt ăn quá trời. Trời ơi, cứ giải ngoe hết trơn rồi. Con này là con nó tới cùng luôn á. Được tới cùng luôn hả? Nó chạy mấy vòng, con cũng chạy mấy vòng mặt kiểu luôn. Một, hai, ba. Đó, để làm cho được hẹn chứ không? Dạ. Ồ. Rồi, nó xuống luôn, nó nhẹ, nó nhẹ. Nó qua nó luôn. Oh,
con ăn nhiều đổ hồi với nhỉ? Biết chưa? Ê, nãy giờ ăn được gì không? Ăn ra gì chứ? Nghe gì trơn hả? Trời trời trời. Ăn không được gì hết trơn. Ý trời 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 trời. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền ơi, nhắm nhắm con thuyền lại mỗi khi bên lênh đênh. Thuyền không nghỉ ngơi, hãy ra đêm. Cái gì? Ai đó? Đó tay đi. Đừng bỏ lại này canh. Bỏ lại, bỏ giờ. Bỏ giờ rồi. Cho lạnh đi, cho mới chết được. Anh mở vô đấy rồi cho chết. Em có bị tên. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Thả này nè cho nó chết. Ủa, ăn xong giờ đi uống nước hả nhỉ? Ăn kem rồi mất sức quá. Ủa, ăn kem mất mới vậy mất sức? Mất sức người ta. Nó đi kiếm cái gì mà mặt nó giáo giác rồi. Ủa con đi kiếm gì mà mặt con giáo giác nãy giờ? Kiếm cái gì ra nè. Bữa nay mấy anh em ăn uống no say xong xuôi rồi bắt đầu đi tập thể dục. Thể dục đi hình. Ai uống vậy mà? Em
Té lá hả? Ê, tránh ra nha.